Vào xe đi. Mở đèn lên. Ôi, một con quái vật. Quái vật đấy. Chạy đi. George, vào xe đi. Quay trở lại đi, đồ hèn nhát ạ. Bắt lấy thủ lĩnh sông, đuổi theo hắn. Cố lên, thủ lĩnh sông, cố lên nào. Điều gì làm cho vũ khí của ngươi có sức mạnh thế? Ma thuật của người Spellbinder. Ta là một nhà khoa học, không phải đồ ngốc đâu. Nói sự thật đi. Zenzo, ngươi có biết thủ lĩnh sông ở đâu không? Chiếc vòng của ngài không trả lời. Không liên lạc được với ngài đâu. Có đánh nhau nơi biên giới, ta sẽ phái chiến binh tới. Nhà tiên tri, cho ta xem biên giới đi. Săn đấy. Nhà tiên tri, ta đây, thủ lĩnh sông đây, cho ta qua. Nhà tiên tri, dừng lại đi đồ ngốc, ta đi mà. Bảo nó dừng lại đi. Nhà tiên tri, gọi chiến binh về. Chỉ có thủ lĩnh sông mới làm được điều đó. Nhưng ngài ở bên kia biên giới, ngươi bắn chúng ngài đấy. Ta không nắm giữ việc săn rời khỏi lãnh thổ này. Biên giới ở đâu? Nó nằm ở khúc quanh bên kia đồi. Aska, chúng ta phải giúp săn đi. Tại sao ta phải giúp hắn ta? Vì Matt và con tàu cùng ở chỗ ngài. Nếu người Barbarian bắt được họ, hay chúng ta sẽ bị mắc kẹt ở nơi biên giới này mãi mãi. Thủ lĩnh rồng, phát kế tiếp sẽ trúng chúng ta đấy. Phải lùi lại thôi, chúng ta sẽ bị bắt. Ít ra chúng ta còn sống. Thả ta ra, ta là thủ lĩnh rồng. Còn ta là thủ lĩnh Sarak, ta to lớn hơn oắt con nhà ngươi nhiều. Ta không sợ ngươi đâu, ta là sư phụ của rồng chiến binh. Ôi ôi, ta sợ quá, ngươi nên sợ đi. À, thủ lĩnh rồng một cẳng. Nếu ngươi thả ta ra, ta sẽ cho ngươi tất cả vàng bạc của ta. Không cho, ta cũng tước đi. Thả ngài ra. Không. Ta là một người Spellbinder. Thả vũ khí xuống và đi khỏi đây. Nếu không, ta sẽ đọc thần chú và tiêu diệt tất cả bọn mi đấy. Ngài không sao chứ? Ngươi đã cứu ta, Aska. Ta phải thưởng cho ngươi như thế nào đây? Được phục vụ ngài là phần thưởng cho tôi, thưa thủ lĩnh sông. Ngài rất dũng cảm ạ. Giây phút chiến thắng của ngài. Thủ lĩnh sông, chúng ta phải băng qua sông trước khi họ trở lại. Bằng cách nào? Không có vòng tay, nhà tiên tri không bao giờ nghe lời ta đâu. Tôi có mang cho ngài cái khác ạ. Nhà tiên tri, ta là thủ lĩnh sông. Cho ta qua sông nhé.
làm ơn đưa tôi về nhà. Cathy, tôi không thể. Nếu tôi cãi lời thủ lĩnh rồng lần nữa, tôi sẽ không bao giờ được trở lại. Hãy giúp tôi đưa con tàu qua biên giới. Chúng ta sẽ cùng hỏi xin ngài. Tôi sẽ xin ngài đồng ý. Đừng lo, cô sẽ sớm trở về cùng ba mẹ cô thôi. Kim Tân Huyết. Từ từ thôi ba. Với một lũ điên đang rượt theo chúng ta như thế thì không được. Nếu anh không đi chậm lại, anh sẽ thoát ư? Anh làm ơn dừng xe lại được không, Cát? Chúng ta đang ở đâu thế? Chiếc tàu lạ đó là cái gì? Chuyện gì đã xảy ra thế? Những người đó đều giống người Trung Quốc. Có lẽ chúng ta đã bị dịch chuyển bởi siêu năng lực. Đừng nói năng lố bịch như thế. Có một sự giải thích hợp lý cho tất cả những điều này đấy. Bà hãy nhìn quanh, mọi vật thay đổi. Bà giải thích như thế nào nào? Bà không biết. Việc đầu tiên phải làm là tìm một thành phố rồi liên hệ với cảnh sát. Trên bản đồ, có thể chúng ta ở đây. Thành phố Burunguru cách đây khoảng 10 cây số theo hướng đó. Chúng ta phải quay lại con sông. Cái gã trên tàu đó biết Cathy đang ở đâu mà. Nếu lũ điên đó bắt được con bé thì sao? Chúng ta cần giúp đỡ. Đó là công việc của cảnh sát và quân đội. Chúng ta vào xe đi. Nào, vào xe nào. Bữa tiệc này để ăn mừng chiến thắng anh dũng của ta và tỏ lòng tôn kính Ashka, người Spellbinder. Nếu không có sự can đảm của bà ấy, ta đã là tù nhân của bọn Sarak. Uống mừng Ashka, người Spellbinder. Mừng Ashka, người Spellbinder. Thủ lĩnh rồng, ngài cũng nên cảm ơn Cathy. Cô ấy đã liều mình để mang chiếc vòng cho ngài đấy. Người nói đúng. Cathy, ngươi có thể làm bạn của ta lần nữa. Cảm ơn nhiều. Zenzo, sao ngươi không mang vòng tới cho ta? Thủ lĩnh rồng, tôi e là mình không còn trẻ như xưa. Ông quá già để làm người cố vấn cho ta thật đấy. Đưa chiếc vòng cho ta nào. Nhà tiên tri, Spellbinder Ashka bây giờ là cố vấn của ta. Ta thừa nhận Spellbinder Ashka. Cảm ơn thủ lĩnh sông. Nhưng, thưa thủ lĩnh sông, Ashka không phải là người của chúng ta. Bà ấy không hiểu về lịch sử hoặc phong tục của chúng ta. Cha ngài phong tôi làm cố vấn cũng vì ngài. Cathy, mặc kệ ông ta, hãy cùng ăn với Ashka và ta đi. Cảm ơn thủ lĩnh rồng. Tôi muốn về nhà cùng với gia đình tôi. Ngài để cho biết đưa tôi về thế giới của tôi chứ? Không thể được. Tại sao? Con tàu đó đã quá nguy hiểm. Ta ra lệnh Mac đốt cháy nó rồi. Sao lại thế? Mac, đừng! Mac, anh đã làm gì thế? Nghe này, Cathy, tôi sẽ không bao giờ trở về nhà. Đừng bực tức, Cathy. Vùng đất của thủ lĩnh sông bây giờ là nhà của ngươi đấy. Anh nói thành phố cách đây 10 cây số, nhưng chúng ta đi xe được 2 giờ rồi đấy. Anh không hiểu. Có thể chúng ta đang ở giữa đường. Ba, con đã nói rồi chúng ta không ở Úc mà. Không thể được. Nếu chúng ta vẫn còn ở Úc, tại sao chúng ta không bắt được đài phát thanh? Ba không biết. Có lẽ tại thời tiết đấy. Bầu trời trong xanh mà ba. Chúng ta chưa từng đi qua những con đường này. Just đủ rồi, chúng ta cũng không gặp chiếc xe nào cả. Hai người có thôi không? Chúng ta hãy ra khỏi xe, dùng một tách trà rồi suy nghĩ về những điều chúng ta phải làm đi.
Dừng lại, ta muốn đi nhanh hơn. Tiến lên nào. Các ngươi nghe thủ lĩnh rồng chứ? Đi nào. Nhanh hơn nữa. Nào, nhanh hơn nữa đi. Son, ngài đã ở đâu thế? Nhà tiên tri không tìm ra ngài. Ta đã có một cuộc phiêu lưu, Ashka và ta đã đánh bại đội quân của bọn man dợ. Một quái vật từ thế giới của Kathy đã rượt theo chúng ta đấy. Tôi đã nói trong thế giới của tôi không có quái vật. Ngươi bảo ta nói dối à? Tôi chỉ nói những gì tôi biết thôi. Ngươi biết hơn ta chăng? Không, nhưng vậy thì đừng cãi. Ta là thủ lĩnh sông mà. Bất quá, ngài chỉ là kẻ ích kỷ chuyên bắt nạt thôi. Kathy, ngươi phải cẩn thận cách nói với em ta. Ngài có thể làm cho đời ngươi khốn khổ đấy. Đã khốn khổ rồi. Ngài cho đốt con tàu của Max, tôi không thể về nhà được. Ta sẽ hỏi Max xem có chế tạo được con tàu khác không. Cảm ơn Aya. Ta nghĩ tắm rửa và thay đổi y phục sẽ làm cho người dễ chịu hơn đấy. Theo ta nào. Làm gì vậy? Em tìm mấy cái tách trong đống đồ tạp nham này. Anh mang theo pháo hiệu để làm gì? Đây này, những cái này này. À, chúng là đồ cũ. Có lẽ tiện tay thì anh lấy theo thôi. Cẩn thận đấy, để anh tìm cho. Josh, lại đây giúp ba một tay nào. Nào, em ngồi xuống đi. Ngồi xuống đi, anh tìm cho. Mẹ lo cho em con muốn bệnh rồi. Không được nói thêm những câu chuyện điên rồ, phép truyền dịch bằng siêu năng lực hoặc đĩa bay nữa nhé. Vâng. Ba này, con sẽ leo lên những tảng đá kia xem có thể thấy được gì. Cẩn thận đấy. Cảm ơn Aya, tôi cảm thấy đỡ hơn rất nhiều. Ta sẽ nói chuyện với San khi ngài dùng xong bữa trưa. Ngài luôn vui vẻ sau khi ăn. Trong lúc đó, hãy cố tránh mặt ngài nhé. Dừng lại nào ngựa. Dừng lại. Thủ lĩnh rồng, tôi rất thích khi chơi đùa với ngài. Tôi là cố vấn của ngài. Tôi cần phải học hỏi nhiều điều về thế giới của ngài. Như là cái gì? Như nhà tiên tri chẳng hạn. Chúng hoạt động như thế nào? Tất cả được điều khiển bởi một nhà tiên tri chính trong cung điện. Nó ở đâu? Tôi muốn xem nó. Không được. Chỉ có thủ lĩnh sông và gia đình ngài mới được phép. Ngựa sẵn sàng chưa? Thủ lĩnh sông. Từ lúc tôi cứu ngài khỏi bọn Barbarian, tôi không được một chút nghỉ ngơi. Tôi đang rất muốn nghỉ ngơi à? Ồ, vậy thì được. Cảm ơn thủ lĩnh sông. Tấn công, hãy tránh ra, đôi quái vật. Ra ngoài ngay.
Mi bị cấm vào đây đấy. Cả hai chúng ta đều bị cấm vào đây. Tôi sẽ không kể với Sun bà đã làm gì nếu bà thuyết phục hắn cho tôi về nhà. Ta sẽ nói với hắn, ta theo Mi vào đây. Hắn sẽ tin ai hơn? Đây là nhà tiên tri chính. Dường như sức mạnh của thủ lĩnh rồng do khoa học mà ra, không phải do phép thuật. Tôi nghĩ đó là khuôn mặt của Sun. Giống ngọc bích quá. Loại ngọc bích này rất quý trong thế giới của tôi. Chết đi, đồ quái vật. Chào thủ lĩnh rồng, ngài muốn ra lệnh gì? Ta quyết định công bố ngày cuối tuần sẽ là ngày nghỉ. Theo lịch thì mùa gặt lúc bắt đầu từ ngày mai. Hàng trăm năm nay, nó đã là như thế. Vậy lịch cần phải đổi. Kể từ hôm nay, ngày cuối tuần được xem là ngày của Sun. Tiếp theo đó, một tuần lễ được tiệc tùng, nhảy múa và chơi đùa. Ta bắt đầu nhập mọi quy trình thủ lĩnh rồng. Nhà tiên tri hẳn là một máy vi tính. Mặt nạ là mật khẩu. Ta không hiểu gì cả. Nó chỉ khít khao với khuôn mặt Sun. Chỉ có hắn mới xác lệnh cho nhà tiên tri được. Thủ lĩnh rồng, quy trình đã hoàn tất. Ta sẽ thông báo với toàn dân. Hỡi toàn dân của thủ lĩnh rồng, hôm nay là một ngày đáng nhớ. Hôm nay ta trốn thoát khỏi một con quái vật đáng sợ muốn ăn thịt ta. Chỉ có mình ta đánh bại cả một đội quân muốn xâm chiếm lãnh thổ của chúng ta. Để đánh dấu chiến thắng vĩ đại, sẽ có một tuần lễ ăn mừng. Các ngươi bị cấm làm việc. Thủ lĩnh rồng ra lệnh các ngươi vui chơi. Nhà tiên tri thông báo của ta chấm dứt. Toàn dân cảm ơn vì sự thông thái của ngài, thủ lĩnh rồng. Làm gì vậy? Chúng tôi đang chơi ạ. À? Chơi cái gì? À, chơi trốn tìm. À? Một người phải trốn, còn người kia phải đi tìm. Ta chơi nữa. Ta trốn, ngươi đi tìm ta. Ashka, ngươi là cố vấn của ta, hãy khuyên ta phải trốn ở đâu. Tôi sẽ đến tới 30, rồi tôi đi tìm ngài ạ. À? Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Chúng ta có thể trốn ở đây. Không, ta không thích bóng tối. Chúng ta có thể trốn dưới bàn. Cathy sẽ không bao giờ tìm ra đâu. Tôi nghĩ cô bé sẽ tìm ra đấy. Thôi, trở về công việc đi. À, tìm ra ngài rồi nhé. Ta chưa trốn xong mà. Được, đi trốn lại đi. Không, ta muốn trốn ở đây. Nhưng tôi đã biết ngài ở đây rồi. Vậy giả vờ như không biết đi. Ngài ngốc quá sao ngài. Ngài phải chơi đúng luật chứ. Ta không ngốc, và luật chính là những gì ta nói. Nào, chúng ta hãy suy nghĩ cặn kẽ mọi điều xem sao nào.
Xin chào, các ông khỏe chứ? Đẹp trời chứ hả? Hãy để máy chiếc xe Vicky.